lăn lên. Rồi, nè, nhanh lên. Philip lại đi Philip. Vô 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 vô. Dẹt. Sáng giờ có trai nào vô sao vui vậy? Vô, dẹt. Vô, vô, bi. Vô. Đủ màu sắc. Vô ai chụp? Philip vô Philip. Vô trời chụp. Chụp cho vui. Lăn lăn. Vô Philip. Mama để đâu? Rồi đứng kế luôn. Chụp hết ạ, chụp hả? Chụp rồi á. Rồi giờ giờ lăn sao? Rồi nè, bỏ bình mũi, bình mũi. Bà bác vô luôn. Xuống, xuống. Bài xuống luôn. Quay phim nè, quay phim. Trời ơi. Chụp đi. Em không biết mẫu cái cốp này các em. Sorry. Đó em để nè. Hả? Vô được. Hả? Alo, sao đi bê? Mũi ba. Đi sao ghé tiệm sao bỏ cây kèm vô cho. Ủa, lấy kèm chưa? Rồi xong hết rồi. Kéo chứ. Kéo. Con ta đẹp với vậy ta. Con ai đẹp với vậy ta? Con của má nó. Con của má nó, cháu của bà này. Ra lên đi. Rồi. Rồi nè, 1, 2, 3, go. Giờ đi chơi mặt thằng nào cũng thấy, thằng đấy cũng hân hở. Đi chơi hoài. Nãy giờ cái vụ vali anh tới giờ luôn á. Đưa bát ba đồ luôn đi vô. Ai nghe đó dữ vậy. Cái cửa ăn là nó vậy. Mày đi xong mày ăn cho mệt. Đi ăn. Không xong rồi. Yeah.
bà nãy kêu ăn trước thì không chịu. Chị là chị biết lên tới đây lâu lắm à. Bò bía dạ không? Ăn bò bía không? Gà vần không? Bò bía, bò bía. Ở bên đó nó đang cất lên thêm nữa đó tụi con. Bự quá trời luôn ha. Hả? Đây. Đi ra biển cơ. Đẹp quá ba đứa. Đứt cục. Chú Ly ơi, say hello má Năm nè. Chào bé Jun nè. Má Năm, má Ba, má Tư nè. Gái đẹp quá trời đẹp luôn à. Còn con trai thì mập quá trời mập. Tụi con thả kem chống nắng hết chưa? Đúng rồi. Thả kem chống nắng chưa? Dạ. Ok Philip, rồi. Đúng. Con chưa Julie? Julie thả chưa? Có con cá sấu á. Ở nước này nè, nó để cái bảng á là coi chừng cá sấu. Ờ đó để biển rồi đó. Nè đi bộ ra đi con. Đó con đi ra đó là con thấy rồi bả liền à.
Nè đi lại thả lên kia chút xíu luôn con. Đi lên đây nè. Có ghế đâu ngồi á. Đâu? Này đâu có. Đây nè. Julie ra đây nè con. Đi thẳng lên đây đi. Đặng nó cào rong rồi ở đây không có cào. Đi xuống nước đi. Đi xuống nước rồi thả dài dài nè. Nó bị rong dơ quá. Nó bị mấy cái rong. Ô, cút. Hả? Papa. Dơ quá anh ơi, đi xuống tờ này chút. Ở đó dơ quá. Đi đây. Con gì á, Julie nó nói á, sáng mà mình muốn đi đâu á, phone cái tại mình có cái group đông á. Phone cái ra đây là. Vậy phone đi. Dạ, Canada quốc ơi. Chào anh, qua đây nó quan trọng á. Vừa vô phi trường vậy đó, đúng ra bên kia rồi đẩy vô chỗ riêng nè, không cho đẩy vô riêng, đẩy trong hàng cái này. Em muốn là anh cần phải bấm số khác không? Dân ghi phone em được á. Ở Sunrise. Ở Sunrise. Sunrise cái nào cũng có 1.700 là rẻ nhất rồi. Thì đó, 1.700 là rẻ nhất rồi đó. Em không có cửa nào mà em đi ra giá rẻ hơn. Cái này sao mình mua được cái bản canh đó hả? Hay là sao chị? Cái giá. Thì cái tại vì cái bữa đó chị mở lên chị thấy nó đang ớt 40%. Rồi chị mới phân cho 300. Hiểu không? Tại vì nếu mà chị lấy một family chị với anh hai chị không á, tự chị bút cũng dễ đó. Tại vì bút cái đó hả, em lên hả, là còn ý kiến đứa đi đứa không nữa. Còn cái đó mệt lắm á. Ôi ơi, muốn điên luôn, thà lại. Mỗi lần bút hẳn mà đi lên kia một chút á, trời ơi. Có nhiều đứa rồi. Điên á. Mà em tội nghiệp biết rồi mấy cái người chạy trước kêu em gì em ok đó hả. Rồi xong rồi á, Dung biết không, mình bút, mình thà là chị nói ờ đưa cả cho rồi bán vé đi sau này cả có cái gì mình cũng phải trách nhiệm.
Nguyên cái bàn nó bự lắm sợ. Bự hơn cái sàn kìa. Nằm sốt ở đây luôn. Cứ sáng ra mình ra đây kịp tối. Ủa đâu rồi, bỏ lũi vô ăn hả? Đi ra ngoài luôn rồi chứ không? 800 cho xe cái tối ở đây karaoke vui lắm. Đây nè, sân khấu đi. Hồi tối chỗ mình qua bên kia cũng có. Cũng có nhưng mà thằng này nè đông lắm, tối đông. Sáng chiều có thọt sắp túi đồ đi lên đây cũng giống như mình ở đây thôi. Trước gặp nhỏ em chịu đuôi với nó. Sáng ra em với nó đi bộ làm được có 2 ngày nó mắc ngang xa. 6 giờ sáng vậy đi, 7 giờ rồi về sáng lắm. Dì Nguyễn ở đây ra biển cũng gần á dì Nguyễn. Chụp tia kìa, chụp bóng đó. Ba sáu á. Thôi được rồi, nóng quá đi luôn. Giờ mình lấy chừng 4-5 cái khăn mình rải sẵn ghế đây nè, trưa mấy nhỏ nó vô đây mình vô nó ăn uống cũng gần nè. Ba cái ghế này là hay nhất nè. Ghế nào? Đó, ba cái trống kìa. Hiểu không? Giờ vô lấy khăn trải lên thôi. Đâu đủ đâu. Mình ngồi trên đi. Hả? Hả? Ở dưới này. Ồ tùy à. Kiếm cây dù không? Không, trưa chiều bắt đầu tính nè, lại kiếm mấy cái máy la máy che này nè Long. Dạ. Không, cái này không có cây dù, chịu nổi chị Nguyễn lại kìa. Kiếm mấy cái máy chành này nè, bữa trưa chịu mới nổi. Kìa bên kia kìa, giờ chủ yếu vô lấy khăn, mỗi người dạy cái khăn đi. Kiếm đi. Ra đây mà con xuống nước nóng đó. Được chưa? Đã xong chưa? Rồi, vậy là xong rồi đó, ngàn mấy vé đó. Con ngồi đây dưới chứ bằng cái dưới sạch mà. Bây giờ tụi nó chơi vui thế mồ, nhảy xuống giờ tới giờ hết con mi giờ tới còn. Ủa con mi sao không xuống? Thì đó hôm qua nay giận hờn lên xuống giờ mới nga la chập rồi giờ xuống rồi giờ tới này. Đâu có, còn giờ vừa sói vừa sói vừa đá. Con lết đây nè, có con lết sau lưng nè. Không cần, vừa đứng vừa sói vừa đá luôn. Vừa sói vừa đá vừa đứng kìa. Ờ, chạy chim quá vậy á. Không cần luôn á. Chờ đá xuống này đúng rồi. Giỡn mày con quánh nó chết.
rồi dẫn vô đây không? Đâu hả? Nó chờ luôn, đứng trong một hang chờ luôn. Chào mình đó hả? Chào mình. Chào một tiếng đồng hồ đúng á. Có ai mà tiếng hồ không ra tới đâu, đứng chờ thì cái đó là quá hiền. Cái gì mà sẵn sàng lâu quá trời á. Đâu có, hồi lúc đó mày nói con gái con đẩy ngoại đi xuống cầu thang máy, nó bị đi thang dưới này. Con chắc con không nghe. Biết chồng hình không chồng cái đi lô cái nó thôi để lát nữa rồi chồng. Không con à. Đừng gần kêu chứ cái sự ép với sự gì. Tiếp kìa. Trời ơi, khổ nè. Tiếp. Mấy gạt. Mình lấy bài bài. Ông ơi, ý ơi, vậy con nhắn cho ông Lộng đi ra luôn. Vậy coi nhắn cho Long mấy cái gì. Ê có chừng rớt thủng máy nha. Con cháu hộ cháu. Mấy thỉnh này luôn anh mà. Thỉnh này làm chuyện bảy bả rồi. Vậy á, vậy á. Vậy phải thảo rồi.
Đây là cặp đôi hoàn hảo. Hoàn hảo. Anh ráng hoàng đi. Anh đừng đem gió tới thì đâu có sống. Đâu Julie bơi cái coi. Đặng nước coi. Dỗ. Phan phan, cậu quất lên lấy cái ấy rồi. Cậu quất lên lấy mắt kiến cho con rồi. Con còn mắt kiến rồi. Mắt kiến cho con. Chỗ này á hả? Vô ăn buffet nãy đó. Thì vô buffet mà. Ừ. Giờ này người ta đi ngủ á, ngủ mới dậy đó. Vô luôn á chuyện. Giống như mấy người ở trên lầu thì có uống cà phê. Thì bỏ vậy. Vô trong đó luôn vậy. Nó trên lầu nó đổ xuống anh hai. Bắt
mình tới 50 rồi. Can we take all your picture together? No, thank you. No? Just like my family over there. Thank you very much. Bên kia là phòng của Quốc Diễm, bên đây là phòng của cậu 22. Chính giữa có cái phòng ăn. Kế bên là cái washroom, là cái toilet. Ở Việt Nam trời nè. Đây là cái tủ để quần áo, có bàn ủi là sẵn luôn. Đây là cái phòng cấm tấn. Đây là cái tờ lá. Không thấy cái gì hết. Ăn xong có người dọn dẹp. Bên đây là cái phòng mà chính giữa là phòng ăn. Rồi. Đây là chỗ của Mr. Chai với Tim Nhanh. Hello. The Everett. In the midst of heroes and children to save mankind, leaving the future with their magical golden thread. And what happened to the Everines when they started fighting amongst themselves? Con chạy qua bên kia luôn, lấy mà còn bên kia nữa, bên phòng mình nó bà bá để ra trước bàn. Bình á, mấy cái dĩa bà bá để bên phòng mình á. Bên đây nè con, ở trước á cửa kia nó qua lấy nhiều lắm. Ôi bà chỉ cho nó qua đó. Hi. Ah, no, I want to keep here. Not finished. Not finished. Để đó đi cậu hai với ba và bà bá về ăn. Ăn xong có người tới dọn dẹp luôn.
cái phòng này cũng vẫn có thêm một cái phòng đi toilet riêng luôn. Coi như là một cái phòng bự có ba cái toilet, hai cái cửa ra. Ai lấy rồi hả con? Rồi nó đi ra ngoài luôn rồi hả? Và đóng cửa này lại chưa? Ok. Đi nè, hai say hello 7 đi. Clip này giỏi lắm nó mấy ơi. Nè, cho đã không? Ngồi coi phim nè. Ngay cái phòng ăn có cái bar rượu luôn. Rồi bây giờ đi qua tới phòng này nha. Phòng này thì có được hai cái giường. Mỗi phòng đều có cái bồn tắm riêng. Đây có nước dừa luôn. Đây có dừa trái uống luôn. Đây là tủ lạnh. Đây rượu chất bao nhiêu đây mà chưa ai đụng tới luôn. Tối không thấy được. Mở đèn. Tủ này là free hết. Ok, đây còn trong tủ lạnh đây. Bia chắc hả mai chưa ai đụng tới luôn. Có da ua nè, ăn không? Hỏi tụi nó coi ăn không? Tú mới da nghi rồi, ăn da ua không? Rồi, thôi tắt đi con. Rồi. Hôm nay là mỗi một đêm giá chính thức là 1.400. Đây ngay phòng ngủ có cái cửa mở luôn, cho clip quảng cáo luôn. Đó, nằm ở đây nhìn ẻm tắm. Quá trời dục đồ tùm lum hết. Rồi đóng cửa lên coi. Ok, đi du lịch rất là vui. Ăn quá trời ăn. Tương lai sẽ lên ký. Để chờ đợi lâu nữa. Rồi hai chiếc lên. Go. Ổng vậy. Đẩy tới đó ta khiêng, ta kéo lên. Trời ơi nó mạnh mà. Phí sức. Se voy por atrás. Va a cortar camino. Okay. En el lobby. Vete a camino. Lâu. Lâu. Lâu coi chừng á. Lâu lâu nó chạy trên giường cho nó quỷ.
delantero. Pip, pip. Pip. Aló. Aló. Cho nào gần tới có người mới nói nó càng nào bóp đi. Chợ chút đi lên chung hết rồi. Thôi là lạc nữa. Ủa mà hai đâu? Mà hai ủa? Mà hai đi xe kia. Bằng mấy trăm đó. Để mà mày quay xe quay phim mấy người tới. Chạy lên tới luôn kìa. Vậy má ngồi góc nào đa đó đi. Đem xe vô luôn đây đi. Vô luôn đi, vô trong đây đi. Thank you.
đây đây, ở đây nó đâu có tạm rớt nữa đâu mà đi. Thì tại muốn cho đi bộ ăn nhiều quá. Ăn ít thì đi xe, ăn nhiều đi bộ. Nè con đợi nóng má mày đi. Đợi nóng má mày đi. Hả? Thôi cũng vậy. Giờ chạy xuống dưới biển cái đi rồi chạy lên. Anh kêu Philip mà em xích kem nó cho anh 3 lần rồi đó. Tiếng bọn chừng nó đó phục mi á. Tiếng Anh tiếng Pháp không à. Mấy con vật nó không biết tiếng Việt. Mấy con vật nó không biết tiếng Việt. Mấy con vật nó chỉ biết tiếng Pháp. Em thôi thừa lôi luôn. Dạ, 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 dạ. Ta mướn mình đứng đắn. Ok. Không, ta mướn là phải có ba con đen là nhỏ lớn vậy đó. Tại nó ăn hên nó cho giá rẻ chơi luôn. Ủa mình no đời con gậy được không? Ủa? Thôi thằng quỷ, tao rồi kia nữa. Mày muốn không? Tao giận nha, tao như hoa giận nha. Muốn không có con nhỏ, mấy nhỏ mà ly nước nè. Bữa đứa nào nói mấy gậy Libane chia cái chiên chim nó bự nè. Không có con à, thằng Vinh. Thằng Vinh nó biết gì nó, thằng Vinh nó mẹ luôn. Bây giờ nó nói, bây giờ ngày mai đi massage. Massage xong về nhà mình mát bông. Vậy đi, mát gần. Tao nghĩ tao đơn giản. Ngày mai đi massage, tối về, chiều về mát bông. Tụi nó dọn phòng á, mình nhắm xong mát bông. Nhưng mà mày bao nha. Anh hai nhưng mà nó bắt anh đây. Ừ. Đi, ngày mai ba đứa mình ngủ phòng, làm phòng đi. Mấy xa xong nó về đây, đừng tắm biển nữa. Chị vậy? Đúng rồi. Chà. Mày chạy đâu vậy? Không, xí. Cái bồ mẹ nó chơi cái trò gì vậy? Lấy đường khô gì vậy? Nó có đồ ăn. Mấy nó trốn luôn rồi. Nó có đồ nhậu, nó có đồ nhậu. Nó lấy đường khô gì ta? Mình chắc không có đường khô đâu. Tôi đường khô nè, nó lấy nó chạy nó trốn rồi. Ủa con về nào vậy? Con mới về. Chị mới đâu vậy? Đang đi restroom. Đi chơi vui không? Vui, coi hình không? Ủa, chứ có cô Bình đây nữa. Tôi đi lấy đồ ăn cho anh mà. Bây giờ tắm vui quá trời chị Nga. Bà lâu sao không thấy vậy? Vâng. Bà. Dạ.
Ổng vậy đẩy tới đó người ta khiêng, người ta kéo lên. Trong nó mạnh mà phí sức. Se voy por atrás para cortar camino en el lobby. Vete camino. Lâu 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 coi chừng á.
Thank you.
bự rồi. Mười hai giờ đêm rồi phải không? Taxi. Còn 2 giờ còn. Pina Colada. Pina Colada. Thì gió biển nóng này dễ chịu hơn bên cầu 2. Cứ dạo mà vẫn là cũng là BD luôn. Hai hệ luôn. Nóng khó chịu hơn. Bên cầu 2 khó chịu hơn. Bên cầu 2 không có gió luôn. Nóng kiểu nóng sa mạc mà. Ta xịt mà. Cái bắt một cái nhà nó đứng cái trứng của bọn. Thở mạng ha, không cả nóng luôn á. Nhưng mà qua tới khoảng tháng 8, tháng 9 đó là chín dưỡng chín mà trở lên tới tháng 1, 12 thì nuôi em không em cũng chưa có lạnh không tao nó hơi rồi đó là giống như nghe cãi hả để cái băng cassette trong cái xe chải luôn. Ngọt nhất là cái gà nó ngọt là phong tức quá. Anh biết là em nhảy mà em thấy anh nhảy em phải ngưng lại để canh anh, biết không? Em phải đứng canh anh chứ sợ nào vô xúc anh em đỡ không? Trăm độ ép là nào vô xúc nó nhảy trăm lẻ mấy, trăm độ là bằng 37 độ. Đây này xuống cái sim đã. Đi chung, Nam đi đi. Rồi, quay phim. Đưa chung lên hết đi, gặp chung lại hết đi. Nó là nam nữ không? Không, thì nó coi xong rồi nó kêu đi thôi.